Minh Ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện phi công lái máy bay bà già vẫn thường được người ta nhắc đến như một lối sống gây nhiều tranh cãi. Kẻ chê cũng lắm, người ỉ ôi cũng nhiều, và cũng có người tung hô như một lối sống mạnh mẽ, dám sống cho cái tôi nhiều đam mê của bản thân mình. Chuyện tình yêu chênh lệch tuổi tác xưa nay không phải là hiếm, nhưng liệu có tình yêu thật hay chỉ là những mê đắm có toan tính như trong câu chuyện của một chàng phi công và một người phụ nữ đã đi qua thời son sắc sau đây sẽ được Audio Chuyện Hay kể cùng các bạn. Chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện để suy ngẫm các bạn nhé. Quang và Hưng là sinh viên đại học ở cùng khu trọ với nhau. Tuy học lực không cao, nhưng cả hai có vẻ ngoài điển trai, thân hình cao ráo rắn giỏi. Cả hai vẫn thường cùng nhận công việc làm người mẫu tự do cho các shop để kiếm thêm thu nhập chi tiêu tại thành phố. Bên cạnh làm người mẫu chụp ảnh, Quang còn nhận đi làm người tình cho các phú bà. Giờ Quang đang làm người tình độc quyền của bà Lan trong tháng này. Bà Lan là người thứ hai từ khi vào nghề Quang gắn bó lâu đến vậy. Quang đang ngồi ở nhà Hưng thì nhận được điện thoại của bà Lan. Alo, cục cưng hả? Anh đây, bé cưng gọi gì anh thế? Điện thoại hôm trước em chuyển tiền rồi đấy, cưng mua chưa? Anh mua rồi, cảm ơn em yêu nhiều lắm. Anh cứ giữ lấy mà dùng. À đúng rồi, em có một bà bạn thân đang muốn thử cảm giác sung sướng, anh còn bạn nào không? Cưng chờ anh chút nhá, có đấy. Thế thì được, anh sắp xếp tối gặp nhau ở quán cũ nhá. Ok cưng, tối anh sắp xếp nhá. Yêu anh, yêu em, mòa. Quang nói xong, liền tắt điện thoại, rồi quay sang hỏi Hưng. Hey, mày muốn làm không? Để tao mối cho mày. Thôi, ngại lắm, toàn các bà như mẹ tao ấy, sợ bỏ xừ. Nhầm, các bà ý nhìn vậy thôi, chứ hơi bị máu đấy. Khéo gái trẻ đuổi theo cũng không kịp ấy chứ. Làm thế này lại có nhiều tiền, tha hồ mà tiêu, khéo mồm tí là được mà. Thật không? Tao đùa mày làm gì? Chịu khó tuần gặp 2-3 buổi, tháng có ngày 20 triệu mà tiêu rồi. Chẳng phải làm gì, có sướng không cơ chứ? 21 triệu một tháng cơ á? Cao hơn tao để làm mẫu ảnh bao nhiêu? Các bà ý có gì ngoài tiền đâu, chỉ thiếu mỗi người bầu bạn thôi. Mày cứ yên tâm đi, đi xong ấy về lại nghiện chả thích gái trẻ lấy chứ. Tao xem thế nào đã. Sao phải xem? Đi đi, tối đi với tao, có mối luôn đấy. Giờ tao hướng dẫn qua cho. Mày cứ hướng dẫn đi, tao suy nghĩ thêm cái đã. Mày cứ đến ôm ấp các bà ý một tí, nịnh khéo là các bà nhả cho một đống tiền ngay. Như tao đây này, bà Lan hàng tháng vừa cho tiền, lại vừa bao tao đi du lịch, nhà cửa đồ đạc toàn mấy sắm cho đấy. Thật à? Vậy được, tối tao sẽ đi cùng mày. Mà có an toàn không đấy? An toàn, hàng bà Lan giới thiệu chắc chắn phải cỡ bà Lan đấy. Không thân các bà ý cũng không giới thiệu cho đâu. Ừ, vậy tao cũng yên tâm hơn. Dù sao cũng có mày rồi. Ok, vậy chốt vậy nhá, tối tao đón. Hưng tiễn Quang ra ngoài cửa, rồi đi tắm rửa, chuẩn bị cho buổi tối nay. Lần đầu tiên hành nghề, cảm giác run run. Vì lần đầu tiên làm việc này, Hưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bán thân để sống cả. Trước đây, Hưng vô cùng coi thường cái nghề sống tầm gửi này. Trai tráng có sức lực mà lại phải bám víu lấy váy đàn bà, nghĩ cũng nhục nhục làm sao. Tối hôm ấy, Quang sang đón Hưng để đi đến khách sạn mà bà Lan cùng bạn bà đang đợi sẵn. Khách sạn này là địa điểm hẹn hò quen thuộc của Quang và Lan. Đến nơi, Quang đưa Hưng lên một căn phòng ở tầng 20. Vào đi, cục cưng đợi anh lâu chưa? Quang mở cửa đi vào, tự nhiên ôm lấy vai rồi hôn xuống má người phụ nữ một cái. Tay vừa ôm vừa xoa vai. Em cũng mới đến thôi. Đây là Thương, bạn thân của em, vợ của giám đốc công ty vận tải đấy. Còn đây là Quang, người yêu của tôi. Chào Thương, mình là Quang, người yêu của Lan. Chào Quang, mình là Thương. Đây là Hưng, bạn mình, người tối nay bầu bạn với Thương. Trước mắt Thương là hai cậu con trai với nước da ngăm rắn giỏi. Mặc chiếc áo polo ôm sát càng tôn lên bờ vai vững chắc của hai cậu. Thương đã gặp rất nhiều người con trai rồi, nhưng có lẽ mỗi tuổi một khác. Khi nhìn Quang và Hưng, Thương cảm thấy sức sống thanh xuân như đang trỗi dậy trong mình. Ây chà, được quá nhỉ,
Tối nay thường trúng số rồi nhá. Chào hai người đẹp. Em là Hưng, là bạn cùng trọ với Quang ạ. Chào em, chị là Lan. Chào Hưng, mình là Thương. Chị lấy sẵn phòng rồi. Tối nay Hưng nhớ chăm sóc bạn chị chu đáo nhá. Vâng ạ, chị yên tâm. Em sẽ chăm sóc phục vụ chị Hương hết nấc luôn ạ. Vậy thì chị yên tâm rồi. Thôi hai người làm quen đi nhá. Ờ, bọn tôi ở phòng này hả? Chứ gì nữa, tôi thuê hai phòng mà. Bạn nghĩ định chung nhau luôn hả? Không không, tôi không nghĩ vậy. Thôi thế nhá, tôi đi trước đây. Quang và Lan đi sang phòng bên cạnh, để lại Hưng và Thương ở lại. Hưng năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Em năm nay 22 tuổi. Còn Thương năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Thương năm nay 45 rồi. Thật không đó. Nhìn Thương, Hưng không nghĩ Thương 45 tuổi đâu. Cứ tưởng Thương mới gần 30 thôi chứ. Con gái Thương năm nay 20 tuổi rồi. Thương làm gì mà trẻ vậy đâu. Nhìn Thương trẻ mà. Hưng xin phép xưng tên gọi anh em nhá, cho nó tình cảm. Hưng cứ tùy thích nhá. Nhìn em xinh hơn bà Lan nhiều luôn đó. Người thon gọn, vòng nào ra vòng đấy luôn thế này. Gớm, lại khéo nịnh rồi. Thế trước đây em đã đi thế này bao giờ chưa? Em chưa. Đây là lần đầu tiên em đi tìm niềm vui. Thế thì cứ yên tâm nhá, anh sẽ thật nhẹ nhàng đưa em lên trên từng cơn mây. Hưng nói xong, ngồi sát vào bà Thương, vòng tay ôm lấy bà, khẽ kéo nhẹ chiếc áo xuống, đưa người trao nụ hôn. Hưng không nghĩ rằng bà Thương lại thích thú đến vậy. Bà Thương nhìn trẻ hơn tuổi của mình rất nhiều, bộ đồ bó sát lại càng tôn lên thân hình quyến rũ ấy. Hưng thầm nghĩ, quả này mình trúng số rồi. Hưng khen Thương đẹp và hấp dẫn hơn nhiều phụ nữ trẻ tuổi khác, khiến bà Thương rất vui, nên Thương lại càng quyết tâm với ý định ngoại tình với cậu ấy hơn. Việc lén chồng vụng trộm với người tình trẻ hơn mình hơn 20 tuổi, nó vừa có cảm giác hồi hộp, vừa kích thích, khiến Thương càng đê mê trong những nụ hôn với người tình trẻ. Hai người lần đầu tiên làm chuyện đó trong lần đầu gặp mặt. Dù rất hồi hộp, nhưng cảm giác lén lút vụng trộm thật sự đem lại khoái cảm và kích thích lạ kỳ. Trong căn phòng, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Lâu lắm rồi, Thương mới lại cảm thấy sung sướng như vậy. Chồng từ ngày lên chức bận bịu nên cũng bỏ bê vợ nhiều hơn, khiến Thương cảm thấy hụt hẫng. Tuy chồng kiếm được nhiều tiền về cho mình, nhưng Thương lại không được yêu chiều như trước. Lúc nào cũng lủi thủi trong nhà một mình, làm cảm giác ham muốn lại nhiều hơn nữa. Bà Thương mân mê và cảm nhận được sự hứng tình đang chạy dần trong cơ thể, phía dưới cũng đang nóng dần vì cảm xúc lâng lâng. Thế là Thương và Hưng đã chính thức ngoại tình lần đầu tiên với nhau. Cả hai đều thỏa mãn. Sau khi xong việc, Thương nằm trong vòng tay của Hưng nói: cảm ơn Hưng, chưa bao giờ tôi được sung sướng đến như vậy. Thương thích là được rồi, em thích bao nhiêu tôi cũng chiều. Thật không đó, chỉ cần em thích là được. Vậy chi phí của Hưng như thế nào? Một tháng 20 triệu, Hưng sẽ là của riêng mình Thương. Chỉ cần Thương nhấc máy là sẽ có mặt phục vụ Thương 24/7 luôn. Còn nếu lẻ thì từng lần, thì mỗi lần Thương muốn gọi Hưng sẽ là 2 triệu một lần, 5 triệu một đêm. Cũng cao nhỉ? Để Thương về suy nghĩ rồi nhắn lại cho Hưng nhé. Thương cứ suy nghĩ, có gì báo lại Hưng nhé. Nói chuyện xong, bà Thương vội vàng ngồi dậy. Bà đi ra cửa gặp bà Lan cùng đi xuống. Thương về cẩn thận nhé. Ừ, Thương về trước đây, Hưng cứ đi vào đi. Hưng biết rồi, chỉ là Hưng muốn nhìn Thương thêm một chút. Gớm, tình cảm quá. Nhìn mặt này là thỏa mãn lắm rồi phải không nào? Thôi nào, bà lại trêu tôi rồi đấy. Tôi nói thật còn gì. Thôi, đi về đã đi, không muộn. Thương về nhá. Ừ, chào Thương nhá. Hai bà khoác tay nhau đi vào thang máy để đi về. Trong thang máy, bà Lan quay sang hỏi: sao, bà thấy sao? Tôi nói có đúng chứ, thích không? Ừ, có thích, nhưng mà giá hơi cao. Nó đòi bao nhiêu? Một tháng tận 20 triệu, một lần 2 triệu, một đêm 5 triệu bà. Giá đấy cũng bình thường thôi, muốn chơi thì bỏ ra chút, để chúng nó còn tân trang tầm bổ thì chị em mình mới sung sướng được chứ. Thế à, cũng đáng suy nghĩ nhở. Tôi nhìn Hưng được đấy, bà chốt luôn đi, không đến lúc không còn thì lại tiếc. Ừ, tôi sẽ suy nghĩ thêm rồi báo lại sớm. Thế bà với Quang lâu chưa?
Chưa, tôi mới sang Quang được 3 tháng thôi, thấy cũng ngoan ngoan, lại khỏe, nên hẵng từ từ. Vậy là thích rồi còn gì, Quang với bà có hay đổi kiểu không? Có chứ, thằng bé nhìn vậy mà mạnh bạo ra trò lắm, nên tôi cũng thích. Bà thì sao? Hưng cũng chủ động, người nó cho tôi nhiều cảm giác lạ nên cũng ok. Vậy là được rồi, có gì nếu lần sau ấy, bà thích nhập hội đi du lịch với tôi thì báo sớm để tôi dành slot cho. Có cả cái ý nữa hả? Có chứ, hàng tháng tôi với hội mấy bà bạn thân cũng đi với trai trẻ hay tổ chức đi du lịch với nhau, lâu lâu mình cũng phải đổi cảm giác khác chứ lệ. Nghe cũng vui nhỉ, sang tháng không bận thì tôi đi cùng nhá. Hai người vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi ra xe và về nhà. Thương vào đến nhà, cảm giác mới lạ hôm nay làm Thương sung sướng đến tột cùng. Trở về căn nhà trống trải không một bóng người làm Thương cô đơn đến lạ. Chồng suốt ngày đi công tác, tiền nhiều nhưng lại một mình hiu quạnh ở nhà thì cũng để làm gì cơ chứ. Bà thì đang vào độ tuổi xuân sắc ham muốn với chuyện đó đương cao mà lại chẳng bao giờ được thỏa mãn. Quyết định đến với Hưng được Thương đưa ra không ngần ngại. Mỗi tuần Thương và Hưng sẽ gặp nhau 2 lần. Lịch sẽ do Thương gọi sang báo trước. Thương chi tiền cho Hưng rất mạnh. Bất kể thứ gì Hưng muốn, Thương đều đáp ứng. Từ cái tủ lạnh đến điều hòa, giường mới, tủ mới, sắm không thiếu thứ gì. Thương coi nhà Hưng như nhà mình để chăm sóc vun vén. Sau cuộc hoan ái, Hưng ôm Thương vào lòng nói: em đối tốt với anh quá. Không có gì, chỉ cần anh ngoan và yêu em thật nhiều là được. Anh yêu em lắm. Nói xong, Hưng lại lao vào bà Thương, ôm hôn và chiều chuộng bà. Bà Thương từ ngày có Hưng như hồi xuân trở lại. Bà vẫn rất yêu thương chồng và con, làm tròn bổn phận của một người vợ, một người mẹ. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen, nhưng không ai biết rằng hàng tuần bà lại đi sang nhà người tình và triền miên ở đó. Người ta bảo phụ nữ có tình yêu vào nhìn luôn tươi vui như bông hoa được tưới nước đều đặn, nở rõ rực rỡ. Bà Thương từ ngày có tình yêu cũng bắt đầu chăm chút bản thân nhiều hơn nữa, đi tập yoga, mua mỹ phẩm, quần áo sắm liên tục để tạo hình tượng mới trong lòng người tình của mình. Bà thường xuyên rủ bà Lan đi dạo cùng mình. Hai bà cũng mạnh tay mua đồ cho tình trẻ của mình, lên cả kế hoạch đi du lịch cùng nhau. Hai cặp đôi cùng nhau đi du lịch cùng nhau, ban ngày thì đi dạo trên biển, buổi tối từng đôi quấn quýt lên nhau. Có hôm muốn thử cảm giác mới, hai bà còn đổi người tình cho nhau. Cuộc sống tình cảm của bà Thương từ ngày có Quang trở lên phong phú hơn. Bà cũng chi mạnh tay tiền cho người tình, rồi đi chơi thay đổi không khí cho tình cảm đi lên. Con gái bà Thương năm nay 20 tuổi. Con bé du học từ khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Một năm con gái về và ở nhà 2 tháng. Chồng bà thường xuyên đi công tác từ Bắc vào Nam. Nhân dịp hôm nay, gái yêu của bà về, bà tổ chức cho cả gia đình ra ngoài nhà hàng ăn, vừa chúc mừng, vừa để đoàn viên, vì lâu lắm rồi gia đình mới có dịp đông đủ. Nào, nâng ly chúc mừng con gái về nhà, con cảm ơn bố mẹ, con gái càng ngày càng xinh, chúc cả nhà ta hạnh phúc. Chồng bà nâng ly đứng dậy nói, cả nhà cùng nâng ly chúc mừng, bà cười tươi vì cuộc sống quá như ước nguyện. Có một gia đình êm ấm, bao người mong ước, có một người tình thỏa mãn niềm vui cho bà, vậy còn gì bằng. Tối ấy, cả nhà ăn uống no say xong về nhà. Từ ngày con gái ở nhà, bà cũng bớt chút thời gian đi với tình trẻ để dành cho con gái, vì chồng bà ở nhà nhiều hơn. Ở nhà với chồng, nhưng tâm hồn của bà Thương lại chỉ nhớ đến người tình trẻ trung của mình. Đã từ lâu, hai vợ chồng không mặn mà với nhau. Hai người đến với nhau cũng chỉ vì ông làm cho bà Thương có bầu nên cưới nhau, nên thành ra tình cảm của ông bà cũng không sâu đậm lắm. Có chồng ở nhà nên việc đi cả buổi cùng với người tình hơi khó. Hôm đó, bà lấy lý do đi sang nhà bà Lan bạn thân chơi để qua nhà Hưng. Bà sợ chồng hỏi bà Lan kiểm tra nên cẩn thận điện trước. Alo, Lan à? Ừ, tôi đây, sao thế? Tôi định sang nhà Hưng chiều nay. Tôi bảo với lão chồng tôi là sang nhà bà. Nếu lão có gọi thì bà bảo tôi ở nhà bà nhá. Tưởng gì, cứ chơi đi. Nếu lão gọi tôi sẽ nói cho. Ok, cảm ơn bà nhiều nhá. Hàng này ổn đấy. Tôi đã bảo mà, chơi rồi là nghiện đấy.
cũng nghiện thật ấy. Hôm nào đi chơi riêng nhá. Ok. Nghe được bà Lan ok rồi, bà Thương cười nhẹ bắt đầu thay quần áo để đi sang nhà Hưng. Alo cưng à, em đang sang nhá. Này em qua sớm vậy, không sợ lão chồng già của em hả? Em nhớ cưng quá nên phải trốn sang đây. Anh cũng nhớ cưng lắm. Yêu anh, tí nữa gặp nhau nhá, liệu mà bù cho người ta đấy. Ok, em yêu. Tắt máy, bà Lan ngồi lên taxi đi sang nhà Hưng. Vừa vào đến nhà, bà đã lao vào ôm chầm lấy Hưng cho thỏa nỗi nhớ mấy hôm liền không được gặp. Mấy hôm nay không gặp anh mà em dạo dực hết cả lên đây này. Anh cũng thế, không có em ngủ chẳng ngon tí nào. Nỡm, thật không đó? Hay là lại đi với gái trẻ trung nào hả? Làm gì có ai, độc quyền riêng mình em mà. Tạm tin nhá, nào trả bài cho em nào. Bà Thương vừa dứt lời thì cả hai người quấn vào nhau. Hưng chiều bà Thương hết cả buổi chiều, đạt được vừa ý, bà Thương nằm ra giường ôm lấy Hưng. Hưng thấy bà đang lơ mơ liền quay sang ôm xin xỏ. Cưng này, tháng này anh có việc cần. Anh cần để đầu tư. Em có thể cho anh mượn 100 triệu được không? Anh định đầu tư cái gì thế? Anh thấy bạn anh đang kêu gọi đầu tư mở shop quần áo nam. Em cũng biết anh đi chụp mẫu quần áo, vẫn luôn muốn mở shop quần áo mà. Tiền anh mượn em đầu tư cho anh sau này, khi shop phát triển, cũng để đứng tên em cùng với anh mà. Thật không đó? Em được bao nhiêu? 40% cổ phần, em chịu không? Em đầu tư 100 triệu cho anh mà được có 40% mà. Của anh thì cũng là của em mà. Để vậy, để bạn anh nó quản lý. Nó làm quản lý chính ý, thì sẽ nể hơn. Anh 50% cổ phần, để bạn anh quản lý 10%. Mình vừa chụp mẫu, vừa lấy lãi chính. Thôi được rồi, em cho anh mượn để đầu tư. Tiền lãi này thì em sẽ lấy theo doanh thu. Ít thì em cho anh luôn, để tiền mà mua sắm. Cảm ơn em đúng là cứu tinh của anh mà. Hưng nói xong, hôn chụt một cái thật to lên má bà Thương, rồi ôm chặt lấy người tình của mình. Từ lâu, Hưng đã mong muốn mở một quán quần áo. Hưng không thích học, anh chỉ thích đi chụp ảnh và đi làm ở ngoài. Anh chọn trường vì bố mẹ anh thích vậy thôi. Dẫu sao, các cụ ở quê bảo con học đại học là vui rồi, đâu cần quan tâm là trường gì đâu. Đợi bà Thương về, Hưng vội gọi điện cho Quang. Alo, ơi tao nghe. Bà Thương vừa đồng ý đầu tư cho tao 100 triệu mở quán quần áo rồi. Mai tao với mày đi tìm mặt bằng nhá. Thật á? Bà Thương đầu tư cho mày hẳn 100 triệu cơ á? Nhìn vậy mà chịu chơi phết nhỉ? Thế hàng tháng bà trả cho mày bao nhiêu? Mỗi tháng 20 củ, kinh chưa? Cũng kinh đấy. Thế bà đấy có phụ phí thêm cho mày cái gì không? Thỉnh thoảng bà đấy cũng cho tao đi du lịch, rồi mua thêm đồ sang nhà tao. Gặp trúng quả rồi còn gì nữa. Nhất mày luôn rồi. Chuyện tao mà lại. Chốt, mai đi xem mặt bằng nhá. Ok. Hưng cúp máy với Quang, rồi nhắn tin cho bà Thương. Cảm ơn em yêu nhiều lắm. Mai em không bận thì mình cùng đi xem mặt bằng nhá. Bà Thương đang trên đường về thì thấy tin nhắn của người tình, vội nhắn lại. Anh cứ xem đi, em tin tưởng anh mà. Mai hoặc ngày kia em chuyển tiền anh sau nhá. Vừa đi bà vừa nghĩ, tí bảo lão chồng như thế nào cho đỡ lộ mà vẫn đạt được mục đích. Tối đấy, sau khi cả nhà ăn cơm nước xong, con gái đã lên phòng, hai vợ chồng bà ngồi ở phòng khách. Bà Thương quay sang nói với chồng. Đợt này ở nhà cũng rỗi, tôi có đứa cháu ở quê muốn lên đây mở shop quần áo mượn tiền nhà mình. Cháu nào thế? Mà nó định mượn bao nhiêu? 100 triệu. Tôi sẽ 40% cổ phần. Nhiều vậy á? Bà có chắc là uy tín không đấy? Hay xong rồi lại mất cả vốn lẫn lời? Mình đầu tư cũng vừa quản lý mà, thì mất thế nào được? Mà giờ quần áo cũng chạy lắm. Tôi không đầu tư vào lĩnh vực ăn xổi đấy bao giờ, nhưng bà thích thì có thể thử. Lão chồng bà là dân kinh doanh, mấy chuyện này dù bà có tiền nhưng vẫn phải thường hỏi qua lão rồi mới đi đầu tư. Tiền mấy năm nay nghe lão đầu tư quả nào cũng ăn được lời quả đấy, nên trước khi sang tiền cho nhân tình, bà vẫn hỏi lão. Vì dù sao mất tình chứ tiền đầu tư mà có lãi thì cũng vẫn sẽ về mình. Tiền mấy năm nay bà kiếm được riêng từ việc đầu tư cũng đủ, nhưng bà vẫn định nhờ lão chồng bà phân tích. Vì dù sao Hưng vẫn còn nhỏ tuổi, chưa trải hết được những mánh khóe kinh doanh như lão chồng bà được.
uy tín. Nếu ông không tin, mai tôi gọi nó sang đây ăn cơm. Ông nghe xem thử được thì tôi rót vốn, vừa giúp nó mà tôi vẫn có thêm tiền. Ừ được, mai bà gọi nó sang ăn cơm tôi xem thử. Rồi, tí tôi lên nhắn nó. Tôi đi ngủ trước đây, ông cũng liệu mà đi ngủ sớm. Đạt được sự đồng ý của chồng, bà Thương quay người đi lên phòng nhắn tin cho Tình Trẻ. Em vừa bảo lão chồng em tiền rồi, mai anh qua nhà em ăn cơm, bảo là cháu họ gọi bằng cô bên đằng ngoại nhà em nhé, cẩn thận không lão nghi. Hưng giật mình về sự mạnh bạo của bà Thương. Ai lại mời tình nhân ngồi ăn cơm với chồng cơ chứ? Thế này mà hành sự ở trong nhà bà thì sao nhỉ? Ôi, nghĩ đã thấy táo bạo rồi. Hưng biết chồng bà Thương là dân kinh doanh lõi đời, biết đâu lão già tuy không phục vụ được nhu cầu của bà Thương nhưng lại cho mình ý tưởng kinh doanh shop thì sao? Kệ, cứ đến thôi, quan trọng là có tiền để mở shop là được. Tối hôm sau, Hưng qua nhà bà Thương ăn cơm. Bà Thương ra mở cửa đón Hưng vào nhà. Nghĩ kích thích thật đấy, người tình ngồi ăn cơm cùng chồng. Nào, em gọi anh sang đây để bàn chuyện làm ăn đó, toàn suy nghĩ linh tinh không à? Chứ không phải em thích cái linh tinh đấy của anh hả nàng? Được rồi, anh vào trong nhà ngồi nhá, anh thích ngồi với em thôi. Hưng nói xong, nhìn xung quanh rồi khẽ hôn một cái lên má của bà Thương. Thương thích thú đón nhận và cũng không quên nhắc Hưng lên cẩn thận vì sợ con gái hay chồng phát hiện. Thế là tranh thủ lúc mọi người không để ý, Hưng liền lao vào ôm Thương với những nụ hôn đầy đê mê dục vọng. Nói thật là dù chồng đang ở trên nhà, nhưng những cái ôm hôn vút ve vội vàng và lén lút ấy cũng khiến Thương dạo dực vô cùng. Con gái Thương ở trên nhà đi xuống. Mẹ ạ, con đi đâu à? Con không ạ, con thấy có tiếng nên xuống xem là ai ạ. Ừ, đây là anh Hưng, con bác bên đằng ngoại của mẹ. Em chào anh ạ. Chào em. Hưng nhìn Trang say đắm, con gái của bà Thương thật đẹp. Cô được hưởng tất cả nét đẹp từ mẹ. Vòng một căng tròn, chiếc eo thon gọn, bộ đồ ngủ ở nhà bó sát lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ cho cô. Khuôn mặt ngái ngủ cũng đáng yêu nữa, từng cử chỉ của Trang hút hồn Hưng. Trang liếc qua Hưng rồi đi vào bếp lấy nước. Cô đã quen với những ánh mắt say đắm nhìn mình. Trang luôn tự hào về cơ thể của mình, nhất là hồi đi du học. Mấy anh Tây mê Trang như điếu đổ. Đấy là con gái cô, tên Trang, đang được nghỉ hè. Con gái cô xinh quá ạ. Trộm vía, con bé xinh xắn từ nhỏ. Liếc thấy bóng chồng đi từ trên tầng xuống, bà Thương đứng lên lấy trà rồi ngồi sang ghế bên cạnh. Chào cháu. Cháu chào chú ạ. Cháu là Hưng, cháu họ của cô Thương ạ. Ừ, chú nghe cô Thương bảo cháu muốn mượn vốn mở quán quần áo hả? Vâng thưa chú ạ. Thế cháu định mở khu vực nào? Mặt bằng đã có chưa? Cháu định mở ở khu gần các trường đại học, mai cháu mới đi tìm mặt bằng ạ. Chú thì không đầu tư vào mấy quán nhỏ, nhưng vợ chú thích thì chú hỗ trợ cho bà ấy vui. Cô chú tình cảm thật ấy. Bà Thương thấy Hưng nói chuyện được với chồng thì cũng không nói thêm gì nữa. Thuyết phục được chồng bà thì thằng bé này cũng giỏi đấy. Bà đi vào trong nhà chuẩn bị cơm nước. Thôi chưa rồi, hai chú cháu vào ăn cơm đã. Trang ơi, xuống ăn cơm. Vâng ạ, con xuống ngay đây ạ. Đang vui này thì uống một ly chứ cháu. Dạ, chú mời thì cháu cung kính, không bằng tuân lệnh ạ. Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ vì sự khéo miệng của Hưng đối với cả nhà bà Thương. Chồng bà Thương ăn xong uống hơi nhiều rượu nên đi vào trong nhà nằm luôn. Con gái ăn xong, phụ mẹ dọn dẹp xong cũng lên nhà. Bà Thương ngồi cạnh Hưng giả vờ tiếp nước nhưng nói chuyện và trêu đùa với những cử chỉ thân mật. Em làm anh kích thích thật đấy. Lâu lâu đổi gió tí chứ nhỉ. Thôi này, mình chỉ chạm nhẹ nhá, để hôm khác anh qua với em là phải bù nhá. Vâng ạ, anh về cẩn thận nhá. Tiễn Hưng ra cửa rồi, bà Thương cũng quay vào trong nhà. Bà cũng thật không ngờ càng ngày lại càng bạo hơn với Tình Trẻ. Cảm giác dạo dực khi vừa có chồng vừa có Tình Trẻ làm bà càng ham muốn hơn nữa. Trên đường về, Hưng cứ nhớ mãi thân hình của Trang và quyết tâm phải cua con gái của bà Thương. Nghĩ đến cảnh một mình ăn cả hai mẹ con làm Hưng thấy kích thích và càng muốn đạt được hơn. Vừa có mẹ, vừa có con đều phục vụ Hưng, vậy thì còn gì bằng nữa. Từ hôm ấy, mượn cớ công việc, Hưng hay qua nhà bà Thương. Có hôm thì gặp nói chuyện trêu đùa với cả Trang, lân la hỏi chuyện rồi xin số làm quen.
Còn với bà Thương, Hưng vẫn làm nhân tình cho bà. Thỉnh thoảng không có ông chồng ở nhà là bà và Hưng trêu chọc nhau cả ngày trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Hai người càng ngày càng quấn quýt nhau hơn. Những cái ôm và nụ hôn say đắm mỗi khi có thể lại càng làm người ta thấy Hưng phấn lạ thường. Hưng sau khi có được số điện thoại của Trang, ngày nào cũng nhắn tin rồi tranh thủ rủ Trang đi chơi. Bà Thương không biết Hưng rủ Trang đi chơi vì Hưng bảo Trang rằng đang mượn vốn của ông bà để gây dựng sự nghiệp mà lại rủ con gái đi chơi, sợ ông bà biết được thì không hay. Trang vô cùng ngưỡng mộ người có ý chí phấn đấu nên giấu bà Trang đi chơi cùng Hưng mà chỉ bảo là đi cùng bạn. Tiền vốn gia đình bà Trang cho Hưng mượn cũng được chuyển giao. Cửa hàng quần áo nhờ có bà Thương và Trang mọc ngay giữa trung tâm với vị trí đẹp nhất. Trang cũng thích kinh doanh nên số vốn bà Thương bỏ vào đều chuyển giao cho Trang. Từ bé đến lớn, bà và chồng vô cùng cưng chiều cô con gái này. Việc ở cửa hàng giao cho Trang, bà lại tiếp tục những ngày tháng ăn chơi với tình trẻ. Thỉnh thoảng, bà lại qua nhà Hưng để giải trí khi chồng đi vắng. Con gái bà từ ngày được mẹ giao cho quản lý xốp quần áo cũng tất bật nên bà chẳng lo lắng sợ bị phát hiện. Hưng sắp xếp lịch cho mẹ con Trang xen kẽ để không bị lộ. Tối nào cũng giả vờ qua sắp xếp ở quán để lấy cớ nói chuyện với Trang nhiều hơn. Một hôm tối muộn, sau khi Lai bán hàng xong, cả team quyết định đi ăn đêm để lấy lại sức. Hưng nhận đèo Trang và chăm sóc từng chút một, lau bát, lau đũa, lau thìa, lấy giấy, bóc vỏ tôm, làm Trang vô cùng ngạc nhiên. Tuy thường xuyên là tâm điểm của sự chú ý, nhưng chưa bao giờ Trang thấy được một người tinh tế đến thế này. Em ăn được cay không? Hưng quay sang hỏi ý kiến của Trang, cùng nụ cười điển trai đánh gục bất cứ trái tim cô gái nào. Em ăn được ạ, anh cứ ăn đi. Ừ, nếu cần gì thì bảo anh nhé. Em mới về nước, có gì muốn thử cứ bảo anh nhé. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Trang nói rồi, cười tươi, nụ cười ngọt ngào, làm tan chảy trái tim của Hưng. Trang bẽn lẽn ăn uống cùng mọi người. Lần này về Việt Nam trong kỳ nghỉ dài, Trang không nghĩ mình sẽ được thử sức trong lĩnh vực mới này. Mọi người tụ tập cùng nhau ăn uống đến 11 giờ đêm, rồi ra còn nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai làm việc. Hưng nhận nhiệm vụ cao cả đưa Trang về. Về muộn thế này, bố mẹ em có bảo gì không? Mẹ em chắc ngủ rồi, tuần này bố em đi công tác không có nhà. Có gì em bảo với mẹ là đi với anh Hưng cho cô yên tâm nhé. Anh cũng có lỗi quá, nhẽ ra nên đưa em về sớm mới phải. Dạ không sao đâu ạ, chẳng mấy khi được cùng làm việc với mọi người, sao em về trước được chứ. Quán mới mở nên cũng hơi vất vả, em thông cảm nhá. Dạ anh về cẩn thận ạ. Trang tạm biệt Hưng rồi quay người đi vào trong nhà. Lần đầu tiên gặp, Trang không bị ấn tượng bởi Hưng mấy, nhưng khi làm việc cùng thì vô cùng thích. Người con trai chịu khó đúng như tiêu chuẩn mà cô đề ra. Trang nhẹ nhàng đi vào trong nhà, sợ mẹ tỉnh giấc. Hưng quay xe về, trong đầu lên rõ kế hoạch để hạ gục trái tim của Trang. Ngày đầu đưa đón, về nhà lại nhắn tin ân cần, thỉnh thoảng lại tạo bất ngờ bằng những món quà nhỏ cho nàng, và cuối cùng là chốt hạ. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén, Hưng và Trang chính thức yêu nhau. Trang không hề hay biết rằng tiền dẫn Trang đi chơi của Hưng chính là tiền mà Hưng lấy từ việc phục vụ bà Thương. Hưng vừa tán Trang, vừa sắp xếp thời gian đi chơi cùng bà Thương. Cuối tuần, Hưng lấy cớ bận việc với Trang, nhưng thực chất sắp xếp đi du lịch cùng với bà Thương, cả hai say mê bên nhau. Dạo này là hơi bỏ bê người ta đấy nhá. Anh nào có chứ, mê baby còn không hết đây này. Hưng nói xong, vùi đầu vào lòng của bà Thương làm lũng. Bà Thương thích cười, thật hay dối vậy, mề baby nào thì Hồng có biết nha. Em chứ còn ai nữa mà, chỉ có em thôi. Anh mà dám lén phén với ai thì đừng trách em vô tình. Anh lén phén với ai được chứ, anh chỉ có mình em mà. Mà dạo này anh hay đi với cái Trang nhà em thế. Công việc thôi mà em, giờ mà cứ giữ khoảng cách khư khư, khéo chồng em nghi chết. Ai lại đi ghen với cả con gái của mình thế này cơ chứ. Hưng cười, đưa tay lên véo yêu mũi bà. Em ghen đâu mà, em thấy nên bảo anh liệu mà giữ ý thôi. Cấm đấy nhá, ai cũng được, cấm là Trang. Anh biết mà, anh yêu em thôi, chứ Trang sao sánh được với em. Đàn ông các anh mà ham của lạ ấy, thì chẳng biết được. Của lạ như em ham của anh ấy hả? Cái anh này hư quá đi mà.
Không đúng hả? Cô nàng hư hỏng này. Thì cũng bởi anh hấp dẫn quá thôi mà. Cả hai cùng cười, lao vào ôm ấp nhau và say mê trong thú vui của mình. Hưng sợ bà Thương để ý nên chọn ngày bà đi dự tiệc ở thành phố khác, đưa Trang đi chơi và tỏ tình. Hưng càng ngày càng mê hai mẹ con nhà này. Mẹ thì có sự già dặn của phụ nữ, con gái thì có sự mỏng manh của thiếu nữ, làm Hưng không muốn dứt ra. Nhìn Trang thì nghĩ là ngây thơ, chứ thật ra lúc đi du học, Trang cũng chơi đủ các trò, tình một đêm, bay lắc không thiếu một khoản nào. Hưng cho Trang cảm giác rất mới lạ. Sau nhiều cuộc chơi ở bên trời Tây, nhưng chưa bao giờ Trang cảm thấy sung sướng như khi ở bên Hưng. Sau khi kết thúc cuộc hoan ái ở khách sạn, Hưng không dám đưa Trang về nhà vì sợ bà Thương bắt gặp. Hưng dựa vào thành giường ôm Trang, Trang khẽ nói, này, mình quen nhau cũng lâu vậy rồi, shop của anh cũng đi vào hoạt động, thế bao giờ mình nói cho bố mẹ được đây? Cứ bình tĩnh đã em, shop cũng mới hoạt động, vẫn còn nhiều khoản phải lo lắm, mà giờ mình công khai, anh sợ bố mẹ em không chấp nhận. Anh muốn mình ổn định, lo được cho em rồi mới công khai. Lúc đấy, dù hai cô chú có phản đối thì anh cũng không sợ. Em chỉ sợ anh có người khác thôi. Hầm này, em quyến rũ như này thì sao anh có người khác được cơ chứ? Anh yêu em còn không hết cơ mà. Thật nhá, anh chỉ được yêu em thôi đấy. Anh mà lén phén với ai là không xong với em đâu. Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Đợi anh ổn định rồi mình công khai em nhá. Dạ. Hưng nói xong liền cúi xuống trao cho Trang một nụ hôn để nàng yên tâm hơn. Hưng đang nghĩ nên xem chia tay Trang kiểu gì để không tổn thương nàng. Hưng sợ rằng khi công khai ra, bà Thương sẽ cắt mất hoạt động của cả shop quần áo. Hưng vẫn cần bà Thương để đầu tư mở rộng quán quần áo của mình. Trang đi với Hưng về, vừa vào đến cửa thấy bà Thương đang ngồi, liền vui vẻ chào bà. Có chuyện gì mà nhìn con gái vui vậy? Dạ có gì đâu ạ, ở nhà với ba mẹ, lúc nào con chẳng vui ạ. Gớm, cô chỉ giỏi nịnh thôi, nhìn cười tủm tỉm thế này, chắc là bạn trai chứ gì. Dạ cũng hơi đúng ạ. Lớn rồi, bố mẹ không cấm cản gì, nhưng liệu giữ gìn nhá. Hôm nào dẫn bạn về chơi bố mẹ xem nhá. Dạ, để cho ổn định hơn thì con dẫn về ạ. Thôi con lên phòng đây. Bà Thương thấy con gái vui vẻ thì cũng an lòng, tắt tivi, đi vào phòng lấy đồ chuẩn bị sang Hưng. Từ ngày có cái shop làm bia đỡ đạn, bà với Hưng càng dính chặt nhau nhiều hơn. Nhưng đột nhiên đợt này, Hưng cứ hay kêu bận, bà cũng sợ đi nhiều, chồng nghi nên giảm tần suất lại. Cuộc sống cứ thế trôi đi, còn một tháng nữa là con gái phải bay để đi học. Bà và chồng cố gắng dành nhiều thời gian cho con hơn. Một hôm, lão chồng bà đi về, mặt hí hửng bảo, này, tôi vừa gặp thằng người yêu của con gái rồi đấy. Thế à, là ai đấy? Tôi còn chưa được gặp đây này. Nói ra sợ bà bất ngờ đây, tôi thì chấm cũng tạm được, quan trọng là con gái vui là được. Ai thế? Ông nói lại làm tôi tò mò hơn đấy. Nói hẳn ra xem nào, cứ lấp la lấp lửng. Thằng Hưng, cháu bà đấy chứ ai. Chẳng biết chúng nó quen nhau lúc nào, lại tôi ngé cửa hàng thấy chúng nó nắm tay nhau ở đấy mới biết chứ. Cái gì cơ? Hưng, Hưng á? Chứ còn gì nữa, tôi còn bất ngờ cơ mà. Bà Thương không tin vào tai mình, người tình của bà lại đi yêu con gái bà. Có cái gì trái ngang hơn không cơ chứ? Không được, bà phải ngăn cản chuyện này, Hưng chỉ là của bà mà thôi. Bà gọi con gái xuống nói chuyện. Con nói mẹ nghe xem, người yêu của con là ai? Con bảo để sau ổn định thì con dẫn về mà. Nói, tự nhiên bà Thương quát lên với con gái. Mẹ, mẹ, con nói là được chứ gì? Người yêu của con là anh Hưng ạ. Mẹ không đồng ý. Mẹ không đồng ý. Con và Hưng không hợp đâu. Mẹ, nhưng mà con yêu anh Hưng. Anh Hưng tuy rằng có mượn tiền của bố mẹ để mở quán, nhưng đấy cũng là anh ấy đang cố gắng mà. Sao mẹ lại phản đối cơ chứ? Mẹ nói không là không. Con và nó mau chấm dứt đi. Con không đồng ý. Mẹ không cho con được lý do thì con không chia tay. Nó không xứng với con. Nghe mẹ chia tay đi. Mẹ, thời này là thời nào rồi mà con xứng với không xứng? Quan trọng anh ấy biết cố gắng là được mà. Mẹ nói rồi đấy, không là không. Con không muốn, mẹ không có quyền ngăn cấm con. Chát, một cái tát từ bà Thương vào má con gái của mình. Bà không nghĩ mình lại đánh con. Từ bé đến lớn, bà chưa bao giờ dám quát mạnh con gái của bà, chứ đừng nói là tát nó. Vậy mà giờ đây, vì người tình trẻ tuổi,
bà đã tát đứa con gái xinh xắn mà mình dứt ruột sinh ra. Vì tao là mẹ mày, tao nói không là không. Mẹ, mẹ, nếu còn tiếp tục thì đừng trách mẹ ác. Nói xong, bà mặc kệ con gái ôm cực tức ở trong nhà. Ngay lập tức, bà phải đi sang nhà Hưng. Hưng, ơi em yêu, sao em sang đây mà không báo trước cho anh? Sao anh lại đi yêu con gái của tôi? Chuyện này là sao hả? Em nghe ở đâu vậy? Anh yêu em chứ sao lại yêu Trang được? Anh đừng có nói dối tôi. Trang đã nói cho tôi rồi. Anh nhận tiền của tôi mà dám đi yêu người khác. Lại còn là con gái của tôi. Nghĩ xem có được không? Anh mau chấm dứt con gái tôi đi. Anh không xứng với nó. Em yêu nghe anh nói. Anh với Trang là nhất thời thôi. Người anh yêu duy nhất chỉ có mình em thôi mà. Anh hứa ngày mai sẽ đi chia tay với Trang nhá. Ngoan, anh ôm nào. Anh bỏ tôi ra. Tôi còn chưa tính sổ xong với anh đâu. Anh biết lỗi của mình rồi mà. Anh sẽ bù cho em nhá. Hưng nói xong, vội ôm lấy bà Thương để xoa dịu. Hai đôi môi quấn lấy nhau. Bà Thương tuy vẫn còn bực Hưng, nhưng không kìm chế được ham muốn với người tình trẻ tuổi của mình. Anh mau chóng chia tay nó đi, không thì không xong với em đâu đấy. Anh nhớ mà, tối nay anh hứa em về cẩn thận nhá. Tiễn bà Trang ra về, Hưng vội quay vào nhà, hẹn Trang ra quán cà phê nói chuyện. Trang à, anh xin lỗi. Anh Hưng, anh nói gì vậy? Mẹ em biết chuyện và gọi về cho mẹ anh bảo rằng chúng ta là quan hệ họ hàng nên không thể yêu nhau được. Nhưng chúng ta là họ hàng xa cơ mà, tại sao lại không được cơ chứ? Em phải về bảo mẹ em mới được. Đừng Trang, chuyện này anh rất xin lỗi em vì không thể làm như lời đã hứa với em được. Chuyện này là anh có lỗi với em. Không, không, em không đồng ý. Trang, nghe anh, sau này em sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn yêu em thôi mà. Không, em chỉ cần anh thôi. Đừng, Trang, mình dừng lại đi. Em cũng sắp phải quay lại Mỹ rồi. Anh không muốn yêu xa. Vậy em sẽ ở lại Việt Nam. Em không đi sang Mỹ nữa. Em không muốn chia tay đâu. Đừng thế em, là anh không xứng với em. Quên anh đi. Hưng nói xong, vội vàng dứt tay Trang ra và đi về. Trang khóc nức lên. Thật không ngờ rằng bản thân mình có ngày bị người yêu đá vì mẹ không cho yêu. Trang về nhà, đóng ủnh cửa lại. Bà Thương đoán là chuyện với Hưng, nhưng không thể nào lên dỗ dành con gái được. Bà không muốn con gái yêu phải trai bao của bà. Dù có thành người mẹ ác, bà cũng chấp nhận. Trang hàng ngày nhắn tin, khóc lóc cầu xin Hưng, nhưng Hưng dửng dưng không trả lời. Trang đến cửa hàng muốn tìm Hưng nói chuyện thì nhận được tin Hưng xin nghỉ mấy hôm về quê để lo việc cho gia đình. Nghĩ là Hưng còn thương mình nhưng bị ép chia tay, Trang lại càng đau lòng hơn. Trang cứ thơ thẩn ở nhà, nhưng mỗi lần nhìn thấy bà Thương là lại gào lên. Trang giận bà, hận bà, Trang muốn biến mất khỏi thế giới này khi không có Hưng. Tối ấy, thấy Trang yên yên, Hưng nghĩ là Trang đã chấp nhận rồi nên nhắn lại cho bà Thương qua mình. Thấy Trang yên yên, không còn khóc lóc nữa. Thêm mấy hôm, gia đình căng thẳng vì bà bắt con gái chia tay. Ở nhà đầu óc lúc nào cũng căng ra, nhận được tin nhắn của Hưng, bà thay đồ rồi đi sang nhà nhân tình cho nhẹ đầu óc. Anh nhớ em quá. Bà Thương vừa đi vào đến cửa, thì Hưng chồm ra ôm bà để dỗ ngọt. Hưng biết mấy ngày hôm nay, Trang ra sức níu kéo mình, nhưng không dám đáp lại vì sợ phật ý của bà Thương. Em cũng vậy. Mấy này ở nhà căng thẳng hết cả đầu óc. Anh thương, vất vả cho em rồi. Nào, lại đây với anh nào. Hưng đưa tay ra, ôm lấy bà Thương để bà ngồi xuống giường. Hai người đang triền miên trên giường thì bỗng nhiên cửa đẩy ra. Mẹ, anh Hưng, hai người làm gì vậy? Tiếng hét thất thanh của Trang vang lên ở đằng sau, làm bà Thương và Hưng giật mình. Trang, con, Trang, em. Tiếng của bà và Hưng vang lên gần như cùng một lúc. Hai người không ngờ rằng Trang lại đến tận nhà để tìm Hưng. Hóa ra, hai người qua lại với nhau. Vậy mà mẹ lại lấy hết lý do này đến lý do khác để cấm cản con. Còn anh thì lừa tôi, lừa cả mẹ tôi. Ai, anh cũng yêu thế hả? Trang, mẹ xin lỗi con. Trang, anh không cố ý. Hai người thôi ngay đi. Hai người có biết hai người quá đáng lắm không? Một người thì ngoại tình với người chỉ hơn con gái mình vài tuổi. Một người dám ngoại tình với người bằng tuổi mẹ mình. Nực cười thật đấy. Không phải như em nghĩ đâu. Anh im đi. Đến giờ này mà anh còn nói vậy hả? Tôi là con rối của các người à? Không, Trang ơi, con đừng nghĩ vậy.
Bà Thương vội vàng mặc quần áo đi ra kéo tay Trang lại. Tôi ghê tởm các người. Đừng, Trang, nghe mẹ nói đã. Bỏ tay tôi ra, bà không phải là mẹ tôi. Tôi không có người mẹ đồi trụy như bà. Mẹ, mẹ không. Bà Thương vô cùng luống cuống khi bị con gái phát hiện. Điều này, điều mà bà không mong muốn nhất đã xảy ra. Bà không muốn làm tổn thương con gái của mình một chút nào. Chát. Trang vung tay, tát mạnh vào mặt Hưng. Khuôn mặt điển trai làm Trang rung động và thổn thức bao ngày ấy lại đang tay kề gối ấp cùng mẹ của mình. Cô kinh hãi, cô ghê sợ con người ấy. Tôi có mù mới đi yêu anh. Trang nói xong, quay đầu chạy ra ngoài. Trang! Bà Thương cất tiếng gọi theo, nhưng không được. Bà vội vàng mặc quần áo để trở về nhà. Bà sợ con gái nghĩ quẩn, trái tim của bà hoảng sợ vô cùng. Đêm ấy, bà trở về, chồng bà mặt hầm hầm ngồi ở ghế. Thấy bà đi vào, lão đi ra, giáng ngay cho bà một cái tát rất mạnh. Còn đợt bà hư hỏng này, ông tát tôi. Bà Thương ôm mặt. Cái tát bỏng rát của người đàn ông là chồng bà hơn 20 năm in hằn trên gò má trắng bút của bà. Tôi chưa chém bà và nó là phúc tổ 70 đời. Dám làm tổn thương cả con gái của tôi, ngoại tình sau lưng tôi, bà giỏi lắm. Ông đi suốt ngày, quanh năm suốt tháng có bao giờ hỏi thăm hay quan tâm tôi không hả? Tôi đi để kiếm tiền về lo cho cái gia đình này, chứ đi đâu hả ba? Ông nói thì hay lắm, nhưng mà ông có biết tôi ở nhà cũng cô đơn lắm không? Cô đơn nên phải đi tìm tình trẻ hả? Ông, đồ đàn bà lăng loàn, tôi có bao giờ để bà phải thiếu thốn cái gì không cơ chứ, hả? Tôi thiếu cái tình cảm từ ông. Bà nói hay lắm, vậy nên là bà phải đi tìm trai trẻ để thỏa mãn hả? Trong lúc hai người đang cãi nhau, thấy con gái kéo vali đi xuống, bà vội chạy ra nắm lấy tay con gái thì bị hất mạnh ra. Trang, nghe mẹ nói, đừng đi con. Bà buông tay tôi ra, từ giờ tôi sẽ không bao giờ có người mẹ nào như bà. Con đi sang Mỹ thưa bố. Trang quay người chào bố rồi kéo mạnh vali đi ra taxi. Bà Thương muốn đuổi theo nhưng thấy chồng cứ đứng im ở đó thì gằn giọng lên. Ông không mau giữ con bé lại. Để yên con bé. Bà xứng đáng làm mẹ không mà giữ lại hả? Ông. Ngày mai tôi với bà làm thủ tục ly hôn cho bà toại nguyện mơ ước đến với tình trẻ mà không cần phải lén lút nữa. Nói xong, ông dứt khoát quay người lên trên nhà. Bà Thương đứng như trời trồng trong ngôi nhà của mình. Bà đã tự tay phá nát gia đình hạnh phúc mà bao người mơ ước ngưỡng mộ. Bà đã để con tim lấn át đi lý trí mà làm việc dại dột từ lúc nào không hay. Bà muốn khóc nhưng không thể khóc được. Sau đó, bà Thương và ông Lâm đưa nhau ra tòa làm thủ tục ly hôn và giải quyết phân chia tài sản. Trang định cư hẳn bên Mỹ, cô cần thời gian để quên đi cú sốc vừa rồi. Bà Thương vì ngoại tình nên chỉ còn giữ lại được một căn hộ của bản thân và một chút tiền lãi, tiền đầu tư vào shop quần áo của Hưng. Hưng sau chuyện ấy không dám qua lại với bà Thương vì sợ lão chồng của bà sẽ đánh chết anh. Hưng ôm tiền, bỏ lại shop quần áo cho bà Thương quản lý, còn mình chạy về quê. Đến cuối cùng, bà Thương lại vẫn cô đơn trong cuộc sống của mình. Không chồng, không con. Nhưng giờ đây bà cũng không muốn tìm thêm trai trẻ nào nữa cả. Bà thuê người quản lý shop của Hưng, dùng tiền đó lên chùa công đức, niệm kinh sám hối những tội lỗi của mình để mong được con gái tha thứ và trở về thăm mẹ dù chỉ một lần. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đã khép lại với tất cả các nhân vật. Mà sao cái dư âm của nó vẫn còn khiến người ta nặng lòng về một lối sống đã bỏ qua tất cả các chuẩn mực đạo đức để tìm thú vui cho bản thân mình. Câu chuyện về những chàng trai trẻ bán thân xác cho các quý bà, câu chuyện về những người phụ nữ bước qua ranh giới của gia đình đi tìm chút niềm vui cho bản thân, câu chuyện về những người chồng, người con bị phản bội và sự sụp đổ của các gia đình vốn tưởng đang bình an và hạnh phúc, luôn là những mảng tối trong bức tranh xã hội. Nó tồn tại ở đó, khiến chúng ta cảm thấy đau lòng trước những điều mình trân trọng, nâng niu bị phá bỏ. Audio chuyện hay kể lại góc khuất ấy trong cuộc sống, không phải để đề cao nó lên, cũng không phải báng nhạo một câu chuyện tình nhuốm mùi trao đổi, mà chỉ mong muốn chia sẻ một góc nhìn cuộc sống muôn màu này, đặng cùng nhau trân trọng hơn hạnh phúc mà mình đang có. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.